Dạ, xin chào cả cô anh chị, mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong hôm nay thì con lên cô anh chị mình một cái video ngắn thôi, tại do lúc sáng cô anh chị đi tảo mộ xong cái điện thoại nó bị tắm mương ha, sáng giờ cô anh chị mình không có liên lạc được á. Thì có gì cô anh chị mình có đặt hàng thì có thể nhắn qua Zalo con hoặc là gọi sau ha, tại vì cũng mới sửa điện thoại về cô anh chị. Đấy, có gì em, tại nhiều khi cô chú anh chị mình gọi á không nghe máy, cô chú anh chị mình là bán hàng mà không nghe, nhưng mà thật chất là điện thoại còn hư sáng giờ nha cô chị, cô chú anh chị mình thông cảm giùm ha. Thì đây là mấy cái hàng là con nay nó đã dương lên chân xanh đây, nay là 19 âm lịch nha cô chú anh chị. Đây bên đây là cúc không nhị nè, ở trong đó là cúc tỷ thi, nay là nó cũng xanh đều vậy nè cô chú anh chị mình thấy ha. Đấy, nhưng mà cái này là nó hơi sớm nha cô chị, nó hơi sớm tại do là mùa này là đang nắng rất là dữ nha cô chị, nắng nóng. Chứ cái thứ hai nữa gió là gió nam mạnh đó cô anh chị, gió nam nó mạnh, gió nam càng mạnh thì cái cây mai của mình á là cô anh chị mình phất nó càng lên á, nó càng nhanh bung chân. Nên cô anh chị mình, nếu mà mình khi mà mình lên chân vậy đó, mình lựa cái chỗ nào mình tránh gió được và mình để ở trong lưới cô anh chị. Đây, con đang để trong lưới đây, và mình tránh được cái luồng gió gió ha, thì nó sẽ hạn chế hơn, đỡ cho cây của mình không bị bung sớm. Có điều kiện thì mình đem vô, nếu mà bự quá thì cô anh chị mình có thể là đem vô nhà mình vú luôn ha, thì đem vô nhà thì nó không bị gió, không bị gì hết. Nhưng mà ở ngoài con thì nó vừa vừa vậy thôi, cũng không tới đổi máy ha. Ở đây thì nó đúng, nó vừa rồi. Cái này sự mình xử lý theo cái cách tự nhiên nha anh chị, còn mà đem vô nhà thì nói chung là nó không đủ nắng thì nó cũng không ngon bằng. Ở đây là nắng vừa vừa, thấy vừa nhóm chân là con anh chị mình xử lý liền, chứ không có đợi mà khi nó bung quá dữ rồi mình xử lý thì nó sẽ bị giống như là thiếu nắng, nó bị rụng nụ rồi này kia, nó không ngon bằng ha. Đây, cây cúc phượng thanh trân của con nè, nay là nó cũng nhóm nhóm này nè, là bắt đầu mình vú ha, mình vú vô nó mát thì nó rất là ok, nó vừa phải ha. Còn bên đây là cây đại lộc của con nè, cây đại lộc này đúng ra là lúc rồi nó bị trổ sớm á, bữa nay mới lại lá hồi lúc sáng luôn, mới lại lá hồi lúc sáng. Đây là đại lộc ha, thường là đại lộc là mình có thể là mình lãi chừng 12 được luôn á, nhưng mà tại vì bị trổ sớm nên phải lãi trễ của anh chị, tùy theo mà cái nụ lớn nụ nhỏ hoặc là bị trổ ít trổ nhiều thì mình xử lý sau ha. Còn cây siêu bông Sài Gòn này thì cô anh chị em xem đây, nó vừa nhóm chân là vừa luôn nha, cái này vừa Tết, còn để ở ngoài là ok, vừa đẹp luôn. Cây bình lợi này thì đang hẹn xe nè cô anh chị, đang hẹn xe gửi cho anh chị mình ha, cây này cây 2 triệu ba nè, đang hẹn xe, nhưng mà xe thì cũng trật vuột tùm lum của anh chị, đáng lẽ ngày nay đi nhưng mà xe nó bị hồi tùm lum hết, cũng không mấy ha. Cái này là cúc vạn phúc này, lên xanh nè cô anh chị mình thấy nè, đó lên xanh rất là đẹp luôn nha. Nói chung là chiều nay thì quay sơ anh chị mình xem là cái độ bung xanh thôi. Sắp tới là con lên quận 2, cái đường Vũ Tông Phan của anh chị, đối diện trường trung học phổ thông Thủ Thiêm á. Thì có anh chị mình có ghé thì mình có thể là mua một hai cây mai cúc về mình chơi ha. Tại vì con lên thì nó có bốn loại được, là Tây Thi nè, Không Nhị nè, Cúc Vạn Phúc và Cúc Hương Bến Tre. Còn mà những cây bự bự thì có siêu bông Sài Gòn nè, siêu bông Bình Lợi nè, Đại Lộc nè, Dảo Đồng Tiền nè, Cúc Phượng Thanh Trân nè, và có cây cúc tư long ha. Bên này là con lên cây cúc tư long nè, cây này là con ghép được 6 mùa nè con anh chị, đây 6 mùa đã ha. Cái mắt ghép là nằm chỗ này nè, mắt ghép nằm chỗ này luôn nè con anh chị, là nó lên thẳng một vuột luôn, cao là khoảng 1,5 m luôn đó con anh chị. Đây, ha. Cây cao rất là ngon, cây già mùa nha con anh chị, bông là chất lượng luôn ha. Năm nay có lên cúc cam nữa, có một cây cúc cam nữa, thì con anh chị mình cứ xem tham khảo nha. Còn mà những cây nào mà không đạt thì con bỏ nhà. Nói chung là lên thì nhiều vậy đó cô anh chị mình xem vậy, nhưng mà nó rớt lại thì nó cũng khá là nhiều nha anh chị, chứ không phải là lên bao nhiêu đi được bao nhiêu ha. Dạ thì sẵn chiều nay thì con cũng lên tổng hợp cho anh chị mình luôn ha, thì vừa có mai giống vừa có mai Tết luôn. Thì giới thiệu anh chị mình mấy cái hàng mai cho Tết trước. Thì bên đây là có hai cây siêu bông Bình Lợi hàng F2, hàng cho Tết được, đã bung chân khá nha anh chị. Để quay kỹ của anh chị mình xem nè, nó đã bung chân hết rồi nè ha. Đấy, từ trong ra ngoài luôn, bên đây nè cũng bung chân nè. Đấy, hàng này cây siêu bông Bình Lợi nha anh chị, cái này hay quanh nó khoảng chừng 19 nha, cũ nó tới hai mấy được, cũng là rất là to luôn. Bên đây cũng vậy nha anh chị, cũng tương tự nè, hàng đã bung chân nè. Đây của anh chị mình thấy nhóm chân lên nè, 5-6 bông luôn nè của anh chị mình thấy đây ha. Đấy, nhóm lên hết rồi, vô cái nụ này nè, đây là cái nụ này 5 bông nè. Đấy, 5 bông nè ha. Đấy, siêu bông Bình Lợi nha anh chị, chỉ có hai cây thôi, đồng giá là 2,2 triệu. Còn bên đây là hàng cây siêu bông Sài Gòn nè, đây cũng nhóm lên xanh hết nè của anh chị mình thấy đã ha. Đấy, về là chỉ cần có tưới nước thôi, tưới nước rồi mình chơi Tết thôi, chứ không có phân, không có thuốc gì nữa nha của anh chị.
Đây, cây hoành thì cũng khéo nha, gỡ dây nha con chị, về của anh chị mình gỡ dây liền. Thì mấy cây này đồng giá là 2,2 triệu là bao xíu của anh chị mình luôn. Thì con chị mình nhận cây xong về mình gỡ dây ra, rồi mình để trong nhà mình tưới nước, rồi tới ngày thì đúng khoảng 30 mùng 1 là trổ bông là chơi là vi vu rồi. Loại này thì bông to đẹp cực kỳ luôn. Cây này là siêu bông Sài Gòn. Hai cây này là hai cây siêu bông mình lại đồng giá 2,2 triệu mỗi cây. Bao xíu của anh chị mình luôn tới tận nhà nha. Hàng này là hàng chơi Tết nha con chị. Dạ đây thì con cũng quay lại mấy cái mã cũ thôi nha anh chị. Đúng là hôm nay thì bận á, nên cũng không có quay cái gì mới cho anh chị mình xem. Thì đơn, mấy cái cây này thì một cây cụm rừng 600. Cái số 1 đi, số 2, số 3, số 4 là nằm trong chậu ha. Cái này thì hai cây này số 2, số 3 thì đồng giá là 450. Và cây số 5 thì là 500k bao ship của anh chị mình ha. Và hai cây này ha là 1, 2, số 3. Đây số 4 ha, số 4 thì 500k. Còn mà số 5, số 6 thì đồng giá, đây là 5, đây là 6, đồng giá là 600 bao ship của anh chị mình. Toàn là siêu bông mình lợi hết luôn nha con chị. Đây, cây này cũng 600 và hai cây này cũng 600. Thì 1, 2, 3 mà số 4 500 là hai cây này cũng 600 luôn ha. Thì đây là mặt 6 mã số nha con chị. Và tiếp tục thêm mã số 7 ha. Mã số 7 thì cây này là 260 gấp 2 bo đế cũ tròn nha con chị. Bo nhiều ha. Quán chị mình xem tàn đế thì nó tai chi nó cũng được, tẻ nhánh rất là đều luôn, hàng ghép chột nên rất là mạnh nha chị. 260k mã số 7. Dạ qua tới mã số 8. Mã số 8 cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn. Hôm nay là con linh rặt siêu bông mình lợi cho anh chị mình luôn ha. Thì cây này thì hoành nó cũng khoảng chừng 10, hơn 10 nha, 10 rưỡi á, ghép hai bo tàn nhánh đều. Cây này mã số 8 cũng 260.000. Bao ship của anh chị mình luôn ha, là một cây siêu bông mình lợi nha anh chị. Dạ thì đây là con cũng lên thêm mấy cái cây mai nhị ngọc toàn nha con chị, gồm 3 cây. Cây nào cây nấy đều ghép là từ khoảng 7 bo ăn lên cho tới 10 bo nha con chị. Nên cây này thì nói chung là bo nó nhiều quá. Ra tới thì nó sẽ lượng bo nó nhiều hơn. Ví dụ cây này nè. Đây là hai bo nè, con chị thấy rõ nè. Mép bên đây là hai bo ở bên đây ha. Trên bên đây nè, cái nhánh bên đây là hai bo nè. Đấy, là 4 mà, trên đầu nè. Trên đầu là con ghép thêm 3 bo nữa là 7 bo nè. Cây này đơn giản nhất nè, là 7 bo nè. Cây mấy cây bên kia thì ghép nhiều bo hơn. Đấy thì mấy cây này thì đồng giá đây. Nhưng mà đây là mã số 8. Ủa mã số 9 đi ha. Mã số 9 500k. Bên đây là mã số 10 nè, cũng 500k luôn, hàng ghép gửi nha anh chị. Bên đây là 2 nè, 3 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 8 3 bo nữa là 11 bo. Ví dụ mà cây này là 11 bo nè, cũng 500 luôn. Nói chung là bán đồng giá của anh chị mình á, chứ không có cây nào nhiều ít gì. Cây này thì cũng có nụ nè, 2 nè. Đây là 4 nè, 6 nè, 8 nè. Cây này cũng được 10 bo nha các anh chị. Đây, cây này 10 bo, cây này 11 bo thì cũng 500 luôn. Cây này 7 bo cũng 500 luôn. Coi anh chị mình lấy cây nào cũng được ha. Đồng giá của anh chị mình hết nha. Đây. Thì đây là mã số 9. Bên đó mã số 10 và đây mã số 11, 500k một cây, bao ship của anh chị mình tận nhà luôn. Nhị ngọc toàn nha anh chị, cho những cô anh chị mình nào á mà đặt đơn hàng là trong vòng ngày mai là ngày cuối cùng con ship nha. Đây là mai nhị ngọc toàn luôn. Cô anh chị mình chăm qua Tết thì lượng bo rất là nhiều. Nên cô anh chị mình. Dạ đây thì mã số cuối cùng là mã số 12 ha. Thì con sẽ lên cô anh chị mình tham khảo một cái cây mai trang. Trang là này là trang trọng chứ không phải trang nghiêm nha cô anh chị, chứ không phải trang kia ha. Đây cho anh chị mình xem. Thì cây thì nó gốc bự, đế quái của anh chị mình xem rất là bự luôn nè. Gốc to, cây này hoành 21 nha anh chị. Hoành 21 là đo ngay chỗ nhỏ này nè. Ngay chỗ này là 21 nè. Bông nụ nè, có anh chị mình xem nè. Nụ to to luôn, về cho con anh chị mình test mặt hoa luôn ha. Mấy bữa hổm là con có lên mặt hoa của anh chị mình rồi đó. Thì cây này nụ ok, cho con anh chị mình lãi lá ra luôn ha. Test mặt hoa liền luôn á. Thì nói chung là cây này thì ghép nó chưa có lâu đó anh chị, ghép chưa lâu, hoa thì nó cũng vừa vừa thôi chứ nó không có, con không có nhiều hung ha. Thì cây này là con ghép đúng là được 2 nè, 4 nè, ở đây là 6 nè và 10 bo nha anh chị. Đây 10 bo, chính xác 10 bo, hoành 21 nha anh chị, nụ thì to, về cho anh chị mình test mặt hoa liền luôn. Hoành 21 cây mai trang mã số 12, giá 1,2 triệu bao ship của anh chị mình luôn ha. Đấy, gốc là rất là to nha anh chị, gốc bự, dáng thì dáng bay ha. Dáng bay gốc to, nụ bự rất là nhiều. Rồi thì có anh chị mình cứ xem kỹ nha, mã số 12 cây mai trang 1,2 triệu bao ship của anh chị mình tặng nhà. Gốc rất là to nha anh chị, gốc to đế cũng đẹp luôn ha, chứ không phải đế thường thường đâu các anh chị mình xem. Nụ mập luôn ha, nụ mập lãi lá ra mình test mặt hoa liền luôn. Mỗi nách mỗi nụ luôn. Đây là cây mai trang.
Thì giống này là giống con cắt cây rin ra nha anh chị, chứ không phải giống của vườn ai mà mình đi cắt về đâu, nên có anh chị mình cứ yên tâm về cái đồ giống nha. Đây cây mai trang mã số 12 ha. Giờ đây thì con cũng còn cái ít cái hàng siêu bông Sài Gòn loại 100.000 cây. Cái này là một cặp con mới bao ship nha anh chị, chứ cây là con không bao ship ha. Thì cây nó cũng tương đối như hình vậy nè, củ đế thì nó cũng tương đối, nó khá khá thôi chứ nó không có bự hùng nha anh chị. Cây như vậy ha. Đây, cho anh chị mình thấy ha, cũng có bông thì nó trổ nè, có gớt hột luôn, nụ thì nó cũng còn. Nhưng mà nó ít, cây này không có chơi Tết được, chủ yếu là cô anh chị mình cắt bo xong test mặt hoa ha, siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Thì 200 một cặp bao xíu anh chị mình luôn. Thì trong vòng ngày mai 20 thì tất cả những cái đơn hàng của anh chị mình đặt sau 4 giờ là con không nhận nữa nha anh chị. Là chỉ có nếu mà cô anh chị mình đặt trước thì qua Tết con sẽ báo giá sau Tết thôi. Còn hiện tại là bây giờ là con báo giá hiện tại là bây giờ cô anh chị mình đặt đơn hàng thì ngày mai là con ship ngày cuối nha, là 20 tay con sẽ ship ngày cuối cho anh chị mình luôn. Đây những cái đơn hàng siêu bông Sài Gòn lấy bò 200 một cặp bao ship và tất cả những cái đơn hàng mai giống luôn ha. Thì con ship ngày mai nữa là ngày cuối cùng là cho anh chị. Còn mà cô anh chị mình nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh á thì mình có thể là mua cái hàng mai Tết đó, thì mình có thể ghé lô bên quận 2 chỗ con ha. Thì đó là bên đường Vũ Tông Phan, đối diện trường Trung học Phổ thông Thủ Thiêm nha cô anh chị. Đây thì nếu mà cô anh chị mình dưới mà mình có cần mua mai giống, mình có thể là comment phía bên dưới mình góp ý ha. Thì tới đó thì con sẽ đem một số cái hàng mai giống nhỏ nhỏ cho cô anh chị mình tham khảo nha. Nhưng mà khi mà lên lô thì giá nó hơi nhỉnh hơn tí xíu, khoảng chừng 60.000 anh chị, chứ không còn giá 50 nha. Tại đây là con bán tại vườn, mà còn khi mà cô anh chị mình mua lên lô á thì nó còn tiền mặt bằng, nên có thể là giá nó hơi nhỉnh hơn chừng 10.000 hoặc là 20.000 tùy loại nha cô anh chị. Dạ thì cuối clip là con cũng quay lại cô anh chị mình xem mấy cái hàng 50k ha. Cái này là hàng siêu bông mình lại 50.000 đây. Thì cây nó chê vừa vừa thôi nha cô anh chị, cao vừa thôi chứ không được gan tay nha. Cái loại này thì lớp gậy con còn cây hơi lùn nha, 50.000 một cây, 5 cây bao ship, đơn hàng 250 con có tặng cô anh chị mình một cây mai giống nhỏ ha. Cô anh chị mình cứ chọn thoải mái, không chỉ riêng bình lợi nha anh chị, nhiều cái giống khác nữa nha, cứ đồng giá 50.000 cây. Cô anh chị mình cứ chọn đủ 5 cây 5 giống hay gì đó, hoặc là một giống siêu bông mình lại gì đó, cứ đủ 5 cây là con bao ship của anh chị mình luôn tới tận nhà. Thì chiều hôm nay thì con lên một cái số hàng mai giống với cái những có một cây hàng dài cây hàng mai Tết đó. Cô anh chị mình cứ xem được cây nào thì mình có thể liên lạc qua số máy là 0963210936 để mình đặt hàng ha. Mình về mình chơi Tết ha, hoặc là mình mua mai giống về mình ghép nha cô anh chị. Cái anh chị mình lướt ngang kênh á, chứ có một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Mà cô anh chị mình có đóng góp ý kiến mình có thể là comment phía bên dưới nha cô anh chị. Thì hoặc là mình nhắn tin trực tiếp cho con luôn. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo ha để nhận được cái video mới nhất của con khi con đăng. Cuối cùng là chúc anh chị mình một ngày nhiều sức khỏe, em lại của anh chị trong cái video sau. Xin chào ạ.